Về rồi hả? Ủa, sao con phải lần về nữa? Dạ, tại con nhắn tin cho anh Tôm nè, thấy chị Thanh cũng khỏe thì con chạy vô thăm chị Thanh. Tụi con khám sao rồi? Dạ, bác sĩ nói con bị động thai mẹ. Hả? Trời, vậy là chắc hôm bữa chị bị ngộ độc á nên là chị bị động thai á. Làm gì có chuyện đó con? Mẹ à, bác sĩ nói động thai có nhiều nguyên nhân lắm mẹ. Ừ. Chắc là không phải cái chuyện bị Tào Tháo được hôm trước đâu. Nguyên nhân gì thì cũng nguy hiểm lắm luôn á. Mấy cái trường hợp này là mình phải chăm sóc cho chị Thanh một cách khoa học á. Khoa học gì á thì dì không cần biết. Nhưng mà từ nay á là mẹ sẽ chăm sóc cho con cẩn thận nhất có thể. Đó, thấy mẹ không? Sanh ba đứa con khỏe mạnh, nuôi nấng cẩn thận có cái gì đâu. Mẹ yên tâm đi. Từ đây về sau con sẽ cố gắng chú ý giữ gìn hơn nữa. Chứ không có để trường hợp này xảy ra đâu, mẹ đừng có lo mà. Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ, như là bác sĩ dặn á. Sao? Là nếu mà không muốn bị động thai lần nữa là không được để cho Đan Thanh làm việc nặng, rồi bị u sầu, rồi bị lo lắng. Bây giờ bị chửi một câu thôi, buồn một cái là động thai lần nữa đó mẹ. Em sẽ tìm hiểu phương pháp dưỡng thai khoa học để chăm sóc cho chị Thanh. Mọi người cứ yên tâm giao cho em. Giao cái gì mà giao? Con là con trai làm cái gì mà biết cái chuyện phụ nữ, mà nhất là phụ nữ bầu bì nữa. Thôi đi, đừng có xen vô chuyện này. Để cho mẹ ha, mẹ sẽ chăm sóc con một cách cẩn thận nhất. Mà mẹ nhớ là không được để Đan Thanh lo lắng nghe cho mẹ. Trời. Con à, sao mà tự nhiên con mở nhạc này vậy? Con biết là nhức đầu lắm không? Ba đâu có bầu đâu mà con bắt ba nghe cái nhạc dưỡng thai. Ăn có tô phở ăn sáng mà ăn vô nữa. Dạ con đâu có mở cho ba nghe đâu. Con mở cho em bé trong bụng chị Thanh nghe. Mà con mua tới ba cái loa lượng, không phải mua một cái này đâu. Con để phòng chị Thanh một cái, phòng khách một cái, với lại phòng ăn mình một cái. Để chị Thanh đi tới đâu là nghe đây đó. Con có biết là suốt đêm qua là không ai ngủ được với con không? Mở nhạc thì cũng phải có giờ có giấc chứ. Mở như vậy á, làm sao mà ngủ được, tra tấn người ta con? Dạ dì ơi, không phải đâu. Nhạc Beethoven là đỉnh cao của âm nhạc á. Cái nhạc khoa học chứng minh á là nhạc này rất tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ luôn á dì. Không phải là dì không biết thể loại nhạc này, nhưng mà nhạc này người lớn ngọt nghe không được thì hỏi sao mà thai nhi trong bụng nó nghe nổi. À, dạ, thưa ba. Sáng con. Chào anh Tôm, chào chị. Ủa chị bị sao vậy chị Thanh? Chị bị nổi lên sảy rồi, ngứa quá. Dạ, tụi con ngủ máy lạnh quen rồi. Mà đêm qua không được ngủ máy lạnh, không có ngủ được. Ủa máy lạnh hư xài sao không chịu nói? Đi đi sửa tự nhiên chịu trận vậy con? Dạ, máy lạnh đâu có hư đâu ba. Tại vì mẹ sợ con cảm lạnh cho nên mẹ không có cho mở máy lạnh. Đã không được ngủ máy lạnh mà mẹ con còn bắt vợ con hả, bận áo ấm vô, rồi đeo găng tay, đeo vớ chân vô, rồi sức dầu nóng lên cho nó ấm người. Gặp nó vợ con hả, ngứa gãi cả đêm luôn á ba. Trời, như vậy rồi bị kiệt sức chết rồi sao? Kiệt sức cái gì mà kiệt sức? Phụ nữ mang bầu á dễ bị cảm lạnh, con không biết giữ mình rồi á, để có ngày á hối không kịp ở đó mà ngồi nói cãi nữa. Dạ con không sao đâu mẹ, vài bữa nữa nó con quen à. Nè, ngày xưa đó nghe, mẹ sanh ba lần, nằm than á, bao nhiêu tháng luôn. Mặc đồ thì kín mít lại như vậy nè, cho nên bây giờ mẹ mới khỏe mạnh, mới nuôi tụi con như vậy đó. Đan Thanh nè, cháu chín rồi đó. Mẹ nói rồi, có bầu á, không có gì tốt sức khỏe bằng là ăn cháo cá chép. Còn phải ráng kiên trì ăn cháo cá chép, sanh em bé nó mới khỏe nghe chưa. Để mẹ múc cho con chén nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Phải chi á, nhà này ai chăm sóc chị á cũng khoa học như em thì hay biết mấy. Nhớ uống đúng giờ nha chị bầu, một viên sau buổi chiều. DHA hỗ trợ hai mẹ con phát triển tim mạch và thị giác, phát triển não bộ. Chị hãy uống mỗi ngày một viên sau bữa ăn trưa nhé. Vitamin tổng hợp, iốt và khoáng chất giúp cơ thể mẹ bầu khỏe mạnh, phòng ngừa thai nhi thiếu hụt dinh dưỡng, uống một ngày.
một viên sau bữa ăn. Cố lên nhé mẹ bầu. À, sao mà nhiều vậy? Loan hết pin hả chị? Ủa? Ủa? Không có. Tại vì á, nhạc có làm cho chị ngủ không được á Lân. Khó ngủ quá à. Em tưởng loan hết pin nên em thêm cái nữa nè. À, không, không có hết. Còn, nhưng mà nó nghe nè Lân. Nó nghe nè, hay là chị mở nhạc khi nào mà chị muốn nghe thôi được không? Tại vì mở nhạc ồn như vậy á, thực sự chị khó ngủ lắm luôn á. À vậy à. Vậy thôi chị mở nhỏ thôi. Hả, để cho giấc ngủ chị sâu và ngon hơn. Chị ngủ mà có tiếng động gì chị cũng không ngủ được hết á. Với lại một phần nó nghe nè, hay là mình đừng mở nhạc ở phòng khách nhà bếp với lại ở ngoài hành lang được không? Tại vì á, mở nhạc vậy tội mọi người trong nhà quá à. Mọi người phải hy sinh vì chị đó, vì em bé trong bụng của chị á. Chị biết không, em muốn mọi người nghe nhạc hòa tấu á, là để mọi người cư xử nhẹ nhàng, để chị không bị căng thẳng. Chị nghĩ là em mở nhạc vậy mọi người mới căng thẳng á. Không, ý chị là tại vì á, mình chỉ nghe lúc nào mà mình muốn nghe thì mình mở lên, còn những lúc mà mình không muốn nghe mình tắt được không? Cũng được mà, đúng không? À, hay là em mua cho chị cái loa dành cho bà bầu nha. Chị chỉ cần để cái loa trong bụng của chị, một mình em bé nghe thôi, cả nhà đâu ai nghe đâu. Vậy cũng được á. Chị chưa uống thuốc đúng không? Em dặn chị rồi, chị phải uống thuốc đúng giờ chứ. Ôi, chị ngán lắm luôn á, chị uống không nổi luôn á. Một ngày em biết em cho chị một cái thực đơn, chị ăn uống quá nhiều luôn á, cái bụng chị muốn nổ luôn á. Nào là nước dừa, nước mía, rồi sữa dành cho bà bầu, rồi sữa tốt cho em bé, phát triển cho em bé, rồi tất cả các loại thuốc bổ nữa, nhiều lắm luôn á. Trời ơi, chị không biết hả? Chăm sóc bà bầu là thú vui của em mà. Nên chị yên tâm đi. Em nói rồi, chị phải uống thuốc cho em. Nè, uống liền đi. Uống vô đi. Vậy chị uống đi nha. Rồi lát nữa mình xuống dưới mình ăn. Mình ăn xong lên đây mình uống tiếp. Một ngày mình uống nhiều lần vậy đó là bảo đảm với chị là em bé trong bụng chị sẽ khỏe. Chị thấy con gì khỏe lắm rồi mà. Đang Thanh nè, con á phải ăn cho bồi bổ vào, ăn hết cái tô cháo này cho mẹ nghe chưa? Đó, con cá chép này á nó hơn 1 kg lận đó. Trời ơi, mẹ phải nấu được 2 tô cháo lấy nạc ra nấu cho con á. Ăn tẩm bổ nghe con nghe. Dạ, cảm ơn mẹ. Ừ, con cứ ăn theo như là cái thực đơn của mẹ đưa đi. Bảo đảm với con á là con sinh em bé ra là khỏe mạnh, hồng hào ngay thôi. Mẹ, ngày nào mẹ cũng bắt Đăng Thanh ăn cháo cá hết. Liệu có tốt không mẹ, có đủ chất không ạ? Con nói vậy là sao con? Con nói giống như không đủ chất là mẹ ngược đãi Đăng Thanh không bằng vậy đó. Con nhìn vợ con đi, ăn cháo cá của mẹ. Con nhìn kìa, da dẻ hồng hào. Ngoài cháo cá ra hen, mẹ còn chuẩn bị cho con á trứng vịt lộn nè. Ăn nhiều trứng vịt lộn vô nó có canxi. Rồi mai mốt á, sinh em bé ra, trời ơi tóc nó mọc đen dày lên luôn á. Rồi còn trứng ngỗng nữa con. Trứng ngỗng mỗi ngày con ăn 1 đến 2 trứng. Thịt bò mỗi ngày con ăn 2 lạng cho mẹ. Như vậy á mà không đủ chất thì làm sao hả Tôm? Mẹ à, con thấy Đăng Thanh á cứ ăn theo thực đơn của mẹ á, vừa ngán rồi vừa nặng bụng nữa. Đêm á Đăng Thanh ngủ đâu có được đâu mẹ. Hay là con thấy á, mẹ để cho Đăng Thanh á ăn chung với gia đình mình đi, vừa tiện cho mẹ mà vừa thoải mái cho Đăng Thanh nữa. Không có được. Mẹ nói là ăn theo cái thực đơn của mẹ đưa ra. Ăn như vậy thì em bé nó mới có sức khỏe, hiểu chưa? Thanh nè, con á phải chịu khó giữ gìn sức khỏe. Nếu mà có chuyện gì á là không được với mẹ đâu á, nghe chưa? Nghe không? Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con cho cháu thôi, cho nên là con sẽ ăn theo thực đơn của mẹ nha mẹ. Con ăn xong cái tô cháo này á, mẹ chuẩn bị sẵn cho con rồi, 2 trứng gà, áp chảo với lại nải cứu, ăn vô cho mẹ nghe.